Em xin chào các bác nhé. Các bác thấy bông hoa đẹp chưa? Bông hoa rất là to nhé. Đây chính là cái cây lan rừng đại bạch hạc nhé các bác nhé. Một dòng lan đặc trưng ở vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Đấy. Thì trong video lần này em sẽ chia sẻ với mọi người cách ghép cái lan đại bạch hạc này trên cái giá thể là cái đĩa dớn nhé các bác nhé. Cái đĩa dớn này. Thì em cũng nói qua về cái dòng lan đại bạch hạc này, nhưng phân bố ấy, ban đầu em nói đấy là vùng Tây Nguyên và vùng Nam Trung Bộ là có khá nhiều cái lan này. Và cái lan này hoa rất là to ấy các bác nhá. Hoa rất là to và có mùi hương hơi lồng lồng một chút, thơm thì cũng chưa hẳn là thơm hẳn. Cây thì rất là bé thôi nhưng mà hoa rất là to. Đại bạch hạc mà đấy. Hoa to mà. Cây nó bé này. Các bác rất dễ là nhầm lẫn giữa cây này và cây nhất điểm hoàng hay nhất điểm hồng nhé. Thì cây này nó khác nhau, giống này nó khác nhau, tại vì cây đại bạch hạc này cây nó chỉ bé tầm như này thôi. Đây là cụm to đấy, nó chỉ tầm như này thôi. Thực ra thì thân nó cũng lông lá như nhau cả đấy, nó có lông lông đen đen đấy, giống như hoàng thảo vạch đỏ ấy, nhất điểm hoàng nhất điểm hồng đấy. Nhưng mà hoa nó sẽ khác nhau, cây nó bé hơn, thân nó vàng hơn này. Em sẽ làm video chi tiết để phân biệt những loại lan này cả. Và rõ ràng nhất chính là hoa, hoa của đại bạch hạc to này, rất to các bác ạ. Đây này các bác nhìn này, ba ngón tay của em này. Đấy. Hoa rất là to và ok nha các bác nhé, trời thơm nữa các bác. Đấy. Thơm nó hơi kiểu một cái kiểu gì đó, không phải là lồng làn như kiểu là quế hay là hoàng nhạn đâu, mùi thơm nó hắc hơn các bác ạ. Đấy. Nhưng mà bông hoa thực sự là đẹp, hoa rất là to. Cái lưỡi nó to như này mà, cái lưỡi như cái họng của nó, cái cánh thì nó bé, cánh lại bé hơn. Đấy. Một điều đặc biệt của cái loại lan này như vậy. Thì lan đại bạch hạc này, các bác có thể trồng trên chậu cũng được nhé, hoặc là ghép gỗ lũa, hoặc là trồng trên, như của em đây là giá thể là cái dớn đĩa này. Tại vì trong tự nhiên cây này nó cũng sống ở trên cây cao mà các bác, nó bám ở cái cành cây rất là cao. Người ta trèo lên thì người ta mới chặt hái về được các bác ạ. Đấy. Trong video này thì em sẽ trồng trên cái dớn đĩa này, thì cái dớn đĩa này hoặc các bác trồng các giá thể nào cũng thế, thì trước khi trồng thì các bác phải xử lý qua những phần giá thể đấy, hoặc là gỗ lũa cũng vậy. Các bác có thể ngâm nước vôi trong khoảng 7 đến 10 ngày thì các bác mới tiến hành xử lý đấy, thì các bác mới tiến hành trồng nha các bác nhé. Đấy. Như em này, em sẽ ngâm khoảng 10 ngày gì đó, xong em vớt ra xong em rửa sạch cái phần nước vôi đi, xong rồi em để khô khoảng mấy hôm, thì khi nào trồng ấy thì em sẽ lại ngâm nước vào. Thực ra video này em làm thị phạm cho các bác xem thôi, chứ chính ra là phải ngâm nước cho nó ẩm trước. Và cái đĩa dớn này là các bác nên khoan những cái lỗ, có cái khoan này, khoan những cái lỗ ở phía dưới, mục đích là để cho nó thông thoáng ở bên dưới hơn. Đĩa dớn này ấy, riêng cái giá thể dớn nó rất là lâu mục và nó giữ ẩm rất là tốt nha các bác nhé. Còn cây rừng về thì các bác lưu ý là các bác sẽ xử lý qua cho em bằng cách là cắt tỉa bộ rễ gọn gàng nhé. Cái bộ rễ này nó khô hết rồi này, em cắt này, cắt sát gốc cho em nhé. Em để nó lâu quá nên nó cũng mọc ra rễ mới này các bác này. Cái rễ mới này nó mới đâm ra thôi cả. Mục đích của việc cắt sát gốc của bộ nó rễ cũ này là thứ nhất là cái rễ cũ là nó khô, nó làm cản trở những cái rễ mới nó đâm xuống vào phần giá thể đấy. Do vậy là mình sẽ giúp cho những phần rễ mới ấy, nó đâm xuống nhanh hơn vào giá thể và cây bám chắc hơn nhé các bác nhé. Đấy. Đấy, em sẽ cắt sát gốc. Thực ra nó đang ra rễ mới rồi các bác ạ, ra rễ mới rồi này. Cũng không quá sát gốc nên là rễ ra rồi này. Em chỉ cắt gọn nó đi thôi. Phần thứ hai là những cái bộ rễ khô này nó rất dễ là có những con ấu trùng rồi trứng ốc các thứ này, là mình cắt tỉa đi nó cũng bớt đi một phần nào đấy các bác ạ. Đây em chỉ cắt tỉa gọn gàng này thôi, những cái lá là úa này em cắt đi này, đấy. Lá úa em cắt đi, thân già úa thì em cắt đi, nhưng cái này không có thân già. Cái lá này em đánh giá là cũng khá là dễ sống, tại vì em để nó gần một tháng rồi mà, em chỉ tưới nước không thôi ạ, cũng không có kích kiếc gì đâu, cây vẫn là ok và hoa vẫn ra này các bác, hoa vẫn ra cho em ngắm. Này, gãy mất cái mầm rồi, tiếc quá nhỉ.
Thôi không sao, cắt gọn dễ đi các bác ạ. Tiếp qua bị gãy mất cái mầm các bác ạ, cái mầm non này bị gãy mất. Cây bé yếu thôi mà hoa to này cơ mà các bác. Các bác có thể cắt tỉa xong thì các bác phải ngâm kích rễ nhá, kích rễ hoặc B1 cùng nhau cũng được. Em thì em trồng sưu tầm thôi, mỗi loại một ít thôi nên là em cũng không có làm quá cầu kỳ đâu. Em cũng không ngâm kích rễ, em tiến hành em ghép luôn, tại vì rễ của em nó đã bám ra rồi các bác ạ. Em sẽ ghép trên cái giá thể dưỡng đĩa này nhá các bác nhá. Cái cụm to này thì em sẽ dùng que để em đóng cọc nó vào, nó rất là chắc. Cụm nhỏ thì nhỏ hơn thì em sẽ dùng dùng cái móc sắt này để em cố định. Cái móc sắt này chữ V này em đã uốn này. Cái móc sắt các bác lưu ý là các bác lấy những cái móc mà nó cái phần thép ấy mà nó có cái bọc ở bên ngoài nhá, cái bọc cái nhựa nó bọc ở bên ngoài đây. Để nó tránh han gì. Nhưng mà sau quá trình thời gian thì mình sẽ rút cái móc ấy ra thôi. Còn cái này thì em sẽ dùng đũa ăn một lần nhé các bác nhá. Em cắt nhọn một đầu và em đóng xuống là cây nó sẽ cố định rất là chắc. Đấy, cắt như này. Đây, em sẽ ghép ở đây. Mình đóng vào tránh những cái phần lon nhé, phần có mầm lon đấy ạ. Và cái hướng phát triển của cây ấy, sau này ra mầm ấy thì mình lên để ra một cái khoảng trống nhất định để sau này cây nó phát triển nó mọc ra nhé, chứ mình không lên cho vào trong như thế này, nó không có không gian phát triển và nó sẽ mọc vào những cái phần khác của cây. Thường em sẽ để ra ngoài như này, cái này thì em sẽ đấy, cố định em đóng nó vào thôi. Rất là đơn giản các bác ạ. Đây là em đã cố định xong rồi này, không thể nào mà rơi được nhé. Đây em chỉ đóng một cái cọc thôi. Càng cụm thì mình cái dạng cụm như này thì mình sẽ dùng những cái gỗ hoặc là tre mình vót hoặc là đũa ăn một lần này mình đóng vào như này, nó rất là chắc, không thể rơi được, mà mình cũng không phải nhổ nó ra như kiểu là cái móc sắt này nhá. Nếu mà có một cái móc sắt này này mình sẽ dùng áp dụng trong trường hợp là những cái cụm nó nhỏ thôi, nhỏ hơn. Mà cái đũa kia mình đóng vào nó không cố định được. Em chỉ có mỗi hai khóm, nó giữ lại hai khóm để chơi thôi. Đây. Cái mầm này gãy rồi thì nó không cần nữa. Đấy, cái móc này phải em đóng, đũa em đóng xuống. Khá là khó. Nói chung là phải khéo léo thôi các bác ạ. Không được rồi. Mẹ ra mình nên chơi cái phần khó trước. Mình đóng cái phần khó này trước, còn phần dễ thì mình sẽ đóng sau này. Làm hơi ngược nhưng mà không sao, được hết. Bỏ cái này ra đi. Khó đóng tại vì cái thép này. Cũng khá là chắc rồi. Không bị sao cả. Phần này thì em sẽ đóng lại cái cục này. Nhìn nó không được thẩm mỹ cho lắm nhưng mà dần dần nó sẽ đẹp dần nhé các bác nhé. Trồng lan thì muốn đẹp ngay thì không đẹp được đâu, mà chỉ ít phải
từ 2 đến 3 năm thì nó mới hoàn thiện được cái cây ạ. Bám rễ ở đây, em chỉ đóng như này là xong rồi các bác ạ, rất đơn giản. Phần thừa thì em sẽ cắt đi nhé, phần đấy, cho nó gọn đi. Đây, trồng thoáng như này sau là sẽ mọc lan ra các bác ạ. Đây, sẽ mọc lan ra, có mỗi bông hoa duy nhất thôi. Cố định cây không thể nào mà rời ra được các bác nhé. Đấy. Tại vì mình cố định càng chắc thì cái bộ rễ của mình khi nó bạn đã bám vào xuống ấy, nó không bị lung lay thì nó càng phát triển tốt hơn, nó tránh bị động rễ và bị thui chột rễ, chột cây. Đấy. Về chế độ chăm sóc của cái lan đại bạch hạc này thì các bác thời gian ban đầu các bác để nơi khô ráo thoáng mát cho em, cho cao hơn một chút, ngày tưới một lần, tưới buổi sáng hoặc là buổi chiều cũng được, tránh tưới vào những thời điểm nó quá nóng. Đấy. Sau khi cây đã ra rễ ổn định rồi thì các bác để treo chỗ cao hơn cho em và có nhiều ánh sáng hơn một chút thì cây nó mới ra hoa được nhé các bác nhé. Đấy. Và nó cũng tránh thối luôn. Đấy. Cái giống này nó cũng khả năng là cái chống thối của nó rất là kém. Đấy. Cái dòng lông lá này nó sẽ khó thuần hơn một chút các bác ạ. Cái thân lông này nó giống như hoàng thảo vạch đỏ hay là nhất điểm hoàng, nhất điểm hồng ấy. Khi đầu trồng rất là tốt, dần dần nó cứ lụi dần và bị thối dần. Đấy. Nó do cái tiểu khí hậu nó chưa hợp này các bác ạ. Rất dễ là bị sâu bệnh, lấm bệnh. Thì trong video này thì em chia sẻ cho các bác cái cách ghép cái lan hoàng, cái lan đại bạch hạc nha các bác nhé. Đây. Các bác thấy video hay và bổ ích thì các bác ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Em chân thành cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.